Thưa quý vị và các bạn, đi chợ với 100.000 đồng mua được gì? Đây là câu hỏi đã trở thành chủ đề được các bà nội trợ quan tâm trên các diễn đàn trong thời gian vừa qua. Việc chi tiêu tiền chợ vốn là bài toán tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng, nhất là trong thời điểm giá thịt heo tăng mạnh và kéo thêm nhiều sản phẩm khác cũng có xu hướng tăng giá. Điều này lại khiến cho các bà nội trợ đau đầu để vừa đảm bảo được chi tiêu, vừa đảm bảo được bữa ăn đầy đủ chất, đầy đủ món cho gia đình. Và sau đây là ghi nhận của các phóng viên thời sự VTC được thực hiện tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như trước đây với 200.000, bà Loan có thể mua đủ thức ăn cả ngày cho gia đình 4 người với 3 món: thịt kho, món xào và canh. Thì nay khi giá thịt heo tăng mạnh, cũng với số tiền ấy, những người nội trợ như bà phải tính toán nhiều hơn. Thịt heo mà tăng giá vậy thì hả, chắc mình cũng phải kiếm cái gì nào rẻ hơn để mình ăn chứ sao. Giờ lên giá vậy mình chẳng biết nói sao, mà bất quá mình ăn ít lại thôi. Hàng nó lên mỗi ngày luôn chứ không phải là lâu lâu lên lần, mà bây giờ là mỗi ngày lên, cứ ngày lên 3.000, 4.000, 3.000, 4.000 lên quay. Mà heo bên nó bây giờ, heo bên bây giờ đã là 130 rồi. Theo các bà nội trợ, giờ đây họ phải thắt chặt chi tiêu hơn bởi không chỉ thịt heo mà các thực phẩm khác làm từ thịt heo đều lên giá. Ghi nhận tại chợ Bà Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, các tiểu thương cho biết giá thịt heo tăng lên từng ngày. Các loại thịt người dân thường sử dụng như thịt thăn, nạc, vai, ba chỉ, tháng trước mới chỉ giá 140-150 trên 1 kg, thì nay đã tăng lên 170-180 trên 1 kg. Giá thịt cao khiến thịt tiêu thụ chậm hơn, chợ này đã phải giảm 25-30% lượng thịt nhập về mỗi ngày. Thì thấy gặp khó khăn rồi thì mình mua ít lại một chút, mình ăn ít một chút. Chứ cái hôm trước thì mình mua 1 ký, giờ mình mua 700-800 thôi. Về mặt hàng tăng đột biến trên địa bàn chợ thì gồm thì có là hàng thịt heo thì thời gian gần đây là có tăng. Ngoài ra thì nó cũng có liên đới đến các món ăn, các ngành hàng nó liên quan từ thịt, ví dụ như giò chả, lạc xưởng và các quán ăn thì cũng có bán nhích lên, tăng lên theo, nó cũng tạo tình hình khó khăn cho người đi chợ. Nếu mà mặt hàng kinh doanh sắp tới mà nếu mà có mặt hàng giá giảm xuống, đó là một điều tốt cho khách hàng. Nhưng mà chỉ mong rằng là mặt hàng thịt mà nghe nói sắp tới là cũng sẽ, mình cũng sẽ nhập là hàng đông lạnh. Thì mong rằng có sự tiên truyền. Bảo giá thịt heo, tiểu thương lao đao, các bà nội trợ cũng phải suy tính, thắt chặt chi tiêu. Việc đi chợ giờ đây cũng trở thành bài toán khó, nhất là khi thịt heo vốn là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình.